taxi bốn người rời khỏi nhà trọ. Đã 11 giờ đêm. Cả Phnom Penh chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Khu chợ nơi quán trọ không một ánh đèn đường. Và những sạp hàng phủ bạt kín mít ban ngày ồn ào là thế, giờ im lìm như những nấm mồ. Các hốc tường ven cửa chợ trần trẫn nhìn đám người thất thểu đi nép trên hè phố. Những bước chân dù rất cố gắng theo cách êm ái nhất vẫn gõ cồm cộp đều đặn xuống mặt đường, bảo căng thẳng. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối này, cô cảm thấy có hàng ngàn con mắt soi mói đang rình mò từ một góc nào đó của khu chợ, từ những ô cửa sổ tối đen như mực trên cao kia, hay rất có thể từ một quãng ngoặt bất thình lình. Nhưng họ chỉ phải đi bộ một đoạn ngắn, vì đã có một chiếc túc túc chờ sẵn họ ở đầu phố. Tay lái xe đội mũ sùm sụp, không cần hỏi han, đã chạy thẳng một mạch qua những con phố tối đen. Chiếc xe chạy chậm chậm về bằng tốc độ tối đa, nổ máy phành phạch và lượn vào những ngõ ngách nhỏ xíu, mấp mô, không trải nhựa. Dường như cả Phnom Penh chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pha tự tạo của gã lái xe và âm thanh phát ra từ động cơ. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại giữa một con phố hẹp nhưng sạch sẽ với những tòa nhà cao tầng sang trọng. Chờ cho tiếng phành phạch khuất dạng, Trường đứng ngó nghiêng một lúc rồi tiến đến trước một ngôi nhà 3 tầng đổ sộ, cửa bao kín mít. Hắn bấm chuông. Vài phút sau, chiếc cửa cuốn đột ngột kéo lê, để lộ chiếc gara khổng lồ tối đen như mực. Trong này không một bóng người. Có một cầu thang dẫn lên tầng 2, nhưng người dưới này chỉ nhìn được đến đấy bằng đôi mắt đã quen với bóng tối. Chiếc cửa cuốn lại thản nhiên hạ xuống. Chưa đầy một giây sau, đèn tự động bật sáng. Ánh đèn vàng quạch, song cũng đủ làm những người mới đến chói mắt. Một thanh niên da ngăm ngăm bước chậm chậm xuống cầu thang. Hắn hỏi gã đẹp trai bằng tiếng Việt. Ông hỏi sao anh đi đông người thế? Gã kia tái mặt liếc nhìn Trường. Trường cười hề hề. Cửa đặc biệt đấy, tụi này phải tiền hô hậu ủng. Báo cáo với bác sếp chuẩn bị cho xuất cát xê đậm, rồi tụi này biến ngay đây. Anh chờ chút. Gã thanh niên lạnh lùng quay lên. Chưa đầy 5 phút sau, hắn đã quay trở lại. Ông bảo sáng mai các anh hãng đi, đi bây giờ nguy hiểm cho cả đôi bên. Sáng mai ông cũng trồng tiền đầy đủ. Hắn khoát tay ra hiệu. Cả 4 lũ lượt theo hắn lên thang gác. Các tầng trên đều tối đen như mực và phòng nào phòng nấy, cửa đóng im ỉm. Gã thanh niên dắt họ qua những lối hành lang ngót nghéo, rộng thênh thang, được thiết kế một cách mờ ám. Hắn mở một cửa phòng ngay đầu cầu thang, rồi bật đèn, sau đó im lặng đi ra ngoài. Căn phòng này hết sức sang trọng, hệt một khách sạn 5 sao với đầy đủ thảm trải sàn, tivi, tủ lạnh, bồn tắm, nhưng cũng độc một chiếc giường. Đêm đó, 3 gã đàn ông nằm dưới sàn để nhường cho bỏ chiếc giường duy nhất và nhanh chóng làm thành một dàn hợp sướng với những tiếng ngáy quen thuộc. Chiếc giường nệm có mùi thơm của loại xà phòng giặt thượng hạng, không đủ để bảo chìm vào giấc ngủ. Trái lại, nó gây cho cô một cảm giác bất an kỳ lạ. Cô tự an ủi, cái địa ngục trần gian này sẽ chỉ còn kéo dài vài tiếng nữa. Khi trời hửng sáng, cô sẽ rời khỏi đây, và chỉ một ngày nữa sẽ có mặt ở nhà, sẽ vùi đầu vào chiếc gối quen thuộc. Thằng Trường đã nói rồi, lúc về đơn giản hơn nhiều. Hắn thông thổ như con cáo thành tinh. Cô còn sợ gì? Và cả Aston nữa, một thân hình khổng lồ với thần kinh thép, từng kinh qua nhiều trận mạc. Bảo mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, Bảo giật mình vì một cái gì đó không rõ. Nhưng thứ bản năng sinh tồn trong những ngày vừa qua
đã rất nhanh chóng hình thành cho cô một phản xạ có điều kiện. Cái phản xạ giống hệt Aston, Trường và gã đẹp trai kia. Một cái gì đó hiển nhiên làm cô dứt khỏi giấc ngủ đầy mộng mị. Cô nghe rõ dần những tiếng thì thào trong thanh vắng. Là thằng Trường. Hay mày ngủ mê? Giọng gã đẹp trai đứt quãng. Tao đến giờ hít, nhớ rõ bàn nãy, nhét một bi sau túi quần. Không tìm thấy. Vật quá, thử xuống nhà tìm xem có rơi dưới ấy. Tao nhìn thấy, nghe thấy. Tiếng thằng Trường rít lên bằng những âm thanh lào thào, như không ra tiếng người. Đủ ma tiêu rồi, mày giết chúng tao. Tưởng được chúng đậm, hóa chui mồm cọp. Bảo không nhìn thấy bằng thị giác, nhưng nhìn bằng âm thanh. Cô thấy gã đẹp trai rủn đi, rồi níu lấy thằng Trường như thằng bé ăn mày sắp chết đói, bám lấy mớ khoai lang vậy. Làm thế nào bây giờ anh? Thằng Trường dúi gã kia ngã vật xuống. Đồ ma, sắp chết cả lũ rồi. Bảo ngồi bật dậy, cũng tiếp nối cái tiếng lảo thảo vô thực. Thằng Trường rít lên. Phải ra khỏi đây, ngay bây giờ. Ngay lập tức, Bảo cùa tay tìm Aston. Thì ra, anh ta cũng đã ngồi dậy từ bao giờ. Cô ghé sát tai Aston, lặp lại nguyên si câu tối nghĩa vừa rồi của thằng Trường. Aston không nói một lời, rút chiếc đèn pin nhỏ bằng ngón tay trong túi quần, khua quanh phòng. Họ mở to mắt để tìm một lối thoát, chỉ còn trước cửa sổ với hàng chấn song diêm dúa màu trắng. Có lẽ ban ngày trông rất thơ mộng. Gã đẹp trai, kẻ đã chứng kiến cái gì đó, lúc này tỏ ra nhụt khí nhất, thu người ngồi trên giường, không một cử động. Aston thò tay vào ba lô, rút ra một dụng cụ kỳ lạ, rồi ra hiệu cho thằng Trường. Thì ra, đó là một chiếc kìm chuyên dụng, có thể cắt được những mảnh sắt to tướng. 10 phút sau, những thanh chấn song bắt đầu rời ra. Những tiếng cạch nhỏ sau mỗi miếng cắt ngọt khiến Bảo hết hồn. Gã đẹp trai đã chốt cửa trước cẩn thận, và giờ như được lấy thêm sinh khí. Khi chiếc cửa sổ mở ra một lỗ toang hoác, đủ để một người chui lọt, Aston khua đèn pin xuống dưới. Bức tường đằng sau khu nhà tiếp giáp với một bãi đất hoang, lùng cùng những khối sắt thép rỉ sét nằm nguệt ngoạc chen lẫn cỏ dại. Căn phòng của họ nằm trên tầng 3, và cái việc bẻ cửa sổ của Aston có vẻ như vô nghĩa. Song Aston nhanh chóng lôi tiếp từ trong ba lô một cuộn dây thừng nhỏ xíu nằm trong chiếc hộp sắt to tướng như là hộp thước dây. Những người còn lại trố mắt nhìn các dụng cụ hiện đại của Aston, quên cả tình cảnh hiện đại. Có lẽ nếu trong một dịp khác, thằng Trường sẽ hỏi Bảo: bà chị moi đâu ra cái thằng cha quái quỷ này thế? Aston vẫn khuôn mặt bình thản, động tác khẩn trương nhưng chính xác như một người thợ làm vườn buổi sáng. Anh ta móc một đầu dây thừng vào cửa sổ, đầu kia phần đệm chuyên dụng của người leo núi, buộc vào người thằng Trường, rồi ra hiệu cho hắn xuống trước. Hai người còn lại giữ mối dây, từ từ thả thằng Trường. Tay vẫn giữ chặt ba lô, lủng lẳng như một xác chết xuống bờ tường. Gã đẹp trai xuống thứ hai, và đến lượt Bảo. Cô hít một hơi dài, đưa mắt nhìn Aston. Khuôn mặt Aston lúc này lạnh lẽo như bức tượng đá. Anh ta lẳng lặng buộc dây ngang ngực cô, rồi vẫn không nói một lời, đỡ cô chui ra ngoài cửa sổ. Cái vũng đen đặc phía bên dưới giúp Bảo bớt chóng mặt, song khiến cô có cảm giác như đang tụt dần xuống địa ngục. Một mình Aston có vẻ khó khăn hơn khi giữ mối dây bên trên, nhưng anh ta làm mọi động tác hết sức cẩn thận và trách nhiệm. Như thể đằng sau lưng không phải là thần chết, mà là một đám đông đang súng vào cổ vũ cho một trò xiếc. Chiếc dây thít dần lấy ngực Bảo, cô thấy khó thở. Cô đã tụt xuống tầng 2 và đang lơ lửng ngang cửa sổ phòng dưới.
cánh cửa sổ cạch nhẹ. Không rõ do cơn gió lạ hay có kẻ mang khuôn mặt ác quỷ đang ẩn hiện bên trong, tim Bảo thắt lại. Những mối dây chuyền xuống nhanh dần rồi khẩn trương, hệt như Aston bị người nào đó giục giã. Bảo rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Aston giật mạnh dây, cô cuống lên tháo chiếc đai lưng rồi lo lắng nhìn lên trên. Chưa đầy một giây sau đã thấy Aston thoăn thoắt tụt xuống bờ tường như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp. Aston nói nhanh, có người đang tìm cách vào phòng. Thằng Trường khoát tay, biến nhanh lên, đã gọi điện cho người đến đón rồi. Đám người lao đi trong đêm đen. Cái bóng áo rằn ri của thằng Trường ẩn hiện như những đốm đốm ma lập lờ phía trước. Bảo đã bỏ lại chiếc ba lô, ngoại trừ cái ví nhỏ xíu ém chặt trong bụng. Cô chạy như điên dại, nhưng so với sức khỏe của ba gã đàn ông, cô tụt lại sau cùng. Cách họ một khoảng mà nhiều lúc mồ hôi khiến cô không nhìn thấy bóng áo rằn ri đâu nữa. Lúc này không một ai còn giữ phép lịch sự để chờ Bảo. Cô chạy bằng bản năng sinh tồn có từ hàng triệu năm, luồn qua những cái ngách nhỏ xíu rậm rạp nhà cửa nhưng tĩnh lặng như một thành phố chết. Đột nhiên thằng Trường dừng lại, hắn nghe ngóng rồi định hướng trong vài giây đủ để Bảo đuổi kịp đám người. Không có tiếng bước chân đằng sau, không có tiếng xe chạy, không tiếng chó sủa đêm, chỉ còn tiếng thở hổn hển mệt nhọc của đám người đang tẩu thoát. Thằng Trường ra hiệu rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Họ nhìn thấy một chiếc xe thường nhỏ đỗ ở góc phố. Kẻ dẫn đường không nói không rằng nhảy bổ lên thùng xe. Hắn khoát tay cho những người kia lên theo rồi nhanh tay đóng cửa lại. Chiếc xe tự động lao đi trong thành phố không người. Trong thùng xe ngột ngạt và đôi mắt Bảo bị bịt kín bởi một lớp màng đen không khí. Cả bốn người im lặng. Nỗi sợ hãi lúc này mới ngấm vào từng tế bào thần kinh của Bảo. Ban nãy nỗi sợ hãi tận cùng đã biến thành những cơn điên loạn tách rời khỏi bản thể để chi phối hành động của cô. Chuyến đi kỳ lạ khiến Bảo như lúc nào cũng như đứng trên một thang dây treo trên vực thẳm, chỉ trực đứt một mối nối hay một cơn choáng độ cao cũng có thể khiến Bảo đối diện với thần chết, cảm thấy cổ họng xít lại, mãi mới mở ra được. Có cái gì ở trong ngôi nhà đó? Câu hỏi của cô rơi vào im lặng. Cô lại bắt đầu nhìn bằng âm thanh. Tiếng xịt mũi của thằng Trường, tiếng bẻ tay răng rắc của gã đẹp trai trả lời cho câu hỏi vô vọng của cô. Chúng đang hoảng sợ. Những kẻ không biết sợ là gì, những con linh cẩu ăn xác chết, sống chui nhủi trong bóng tối, lúc nào cũng chỉ trực cắn cổ kẻ yếu thế hơn, đã bắt đầu bị tê liệt. Bảo thì thầm với Aston. Theo anh, có cái gì ở trong ngôi nhà đó? Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Aston. Biết đâu đấy, có thể chỉ là một lão trùm xã hội đen muốn thịt thằng kia vì một món nợ nào đó, thế là mình bị vạ lây. Hay chính cả đám đã gây nguy hiểm cho lão và... Bảo nhìn thấy Aston lia tay ngang qua cổ. Lão là một tướng lĩnh khát máu của Khmer Đỏ, nay cải trang thành một nhà từ thiện hoặc một giáo chủ của giáo phái tà đạo đang cần vật tế thần, mà cũng có thể là ma cà rồng thì sao? Aston cười khan. Trí tưởng tượng của anh ta đang bị kích động, và Aston có vẻ thích thú với điều đó. Anh ta có một sự thỏa mãn khoái lạc bệnh hoạn khi được đối mặt với những nguy hiểm chết người. Chiếc xe chạy khá lâu, không rõ là một tiếng, hai tiếng, hay cũng có thể là nửa ngày đường. Lịch sinh hoạt đảo lộn, làm Bảo không còn những cơn buồn ngủ hay cơn đói nhắc nhở giờ giấc cho cô nữa.
bảo gà gật, mặc cho những cú sốc va đầu cô vào thành xe, đau nhói. Đôi lúc, chiếc xe đỗ lại làm gì đó, rồi lại chạy tiếp. Chừng rất lâu sau, nó đỗ hẳn lại, và cửa thùng xe lịch kịch mở ra. Cả đám người ngơ ngáo ngó ra ngoài, lưu dư mắt làm quen với ánh sáng. Trời đã sáng, song là thứ ánh sáng sầm sẫm lẫn với nước mưa. Trời đang mưa xối xả, mưa to đến nỗi bảo không thể nhìn thấy vật gì ngoài khoảng cách 2 mét. Một người trùm áo mưa kín mít đứng trước cửa xe. Hắn ta quẳng một bọc gì đó vào trong, nói tiếng Việt, nhưng là giọng miền Tây. Mưa to, không đi tiếp được, hẵng cửa trong này. Xong đóng sập cửa lại. Bóng tối lại bao trùm lấy họ. Aston dựng cây đèn pin vào một kẽ trên thành xe. Ánh đèn pin xanh xao hắt những tia yếu ớt lên mặt họ. Bảo nhìn những gương mặt, rùng mình. Lúc này, chúng không còn là những gương mặt người. Chúng mang vẻ kiệt quệ, hung dữ và chết chóc. Họ mở chiếc túi màu đen, là những gói cơm nếp khô ngắc và một bọc đường thốt nốt. Họ vò cơm, chấm đường, ăn ngấu nghiến. Bảo cũng ngấu nghiến, cho dù không còn cảm nhận được mùi vị của thứ đồ ăn hỗn hợp kỳ quặc đó. Họ ăn, rồi lại ngủ tiếp. Bảo lơ mơ, nhiều lúc giật mình mở to mắt, không xác định được liệu đó có phải là giấc ngủ. Chuyến đi vỏn vẹn có 3 ngày, cũng như chưa hề tồn tại. Có thể đó chỉ là cơn ác mộng. Khi Bảo thức dậy, tất cả sẽ tan biến. Trường, Aston và tên giết người đang trốn lại truy nã sẽ chỉ còn là những nhân vật dị hình trong giấc mộng mà thôi. Thỉnh thoảng, họ phải xuống xe để giải quyết những nhu cầu tối thiểu. Thì ra, họ đang đỗ trên một lối mòn nhỏ xíu, hai bên là cánh đồng. Không phải cánh đồng trồng lúa, trồng thốt nốt hay bất kỳ loại ngũ cốc nào. Đó là cánh đồng hoang hóa, cô quạnh, chỉ có bóng dáng sự sống của thực vật dại. Mưa mỗi lúc một ồ ạt, như thể có một vị thần liên tục hắt những phuy nước khổng lồ hắt xuống mặt đất. Bảo không định dạng được là vị trí của mọi vật xung quanh qua lớp nước mưa này. Trên cabin xe có 2 gã cũng đang ngồi gà gật. Chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống khuôn mặt khiến Bảo không biết họ đang ngủ hay đang thức. Khi cô đi xa khỏi chiếc xe để tìm một chỗ kín đáo hơn, cái giác quan thứ 6 vừa hình thành trong một thời gian rất ngắn, khiến cô nhìn thấy những ánh mắt gai góc đang xuyên qua làn nước mưa, xuyên qua chiếc áo gió dày cộp, làm cô rợn tóc gáy. Bảo nhanh chóng trở về xe, lúc cô đã ngồi yên vị trong cái hộp xe hũ nút, giữa những gã đàn ông vẫn làm cô ghê sợ. Cô cảm thấy an toàn hơn. Bảo thì thầm. Mấy tay lái xe này thế nào ấy? Nó làm tôi không yên tâm. Câu nói của cô lại chìm vào vô vọng, như thể lời tán gẫu trong một cuộc picnic nhỏ. Aston vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, qua hơi thở đều đặn của anh ta mà Bảo có thể cảm thấy. Lúc này đã 5 giờ chiều, sự thản nhiên của những người đồng hành khiến Bảo bình tâm trở lại. Cô chúi đầu vào thành xe và tiếp tục những giấc chập chờn. Bảo lơ mơ thấy những người mở cửa xe ra ngoài, rồi lại tọt nhanh vào trong, hắt những giọt nước mưa lạnh ngắt lên người cô. Và một lần, khi cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại, thu vào những tiếng sấm ầm ì, dai dẳng, đặc trưng của vùng mưa miền nhiệt đới. Bảo thấy một bàn tay ướt át, lạnh toát, túm chặt lấy mình, kèm theo âm thanh lào thào, hệt như đêm trước trong ngôi nhà bí ẩn. Cô nhận ra tiếng Thằng Trường. Có điều lần này quyết liệt hơn và hoàn toàn ẩn chứa sự tuyệt vọng trong đó. Nhanh lên, phải thoát khỏi đây,
thứ giác quan tuyệt vời của con người, khiến Aston lúc này cũng hiểu được người nói mà không cần dịch. Ngay khi những người còn lại nhận ra ý định của thằng Trường, họ bắt đầu phản đối. Họ hỏi, vì lý do gì? Đi đâu? Và dù cho bất cứ lý do gì đi nữa, họ cũng không muốn tiếp tục trốn chạy trong thời tiết thế này. Ở cái địa hình không biết đánh dấu vào đâu trên bản đồ Campuchia, trong cơn đói khát và kiệt quệ, họ nói rằng thằng Trường sau hàng loạt chuyện vừa rồi đâm lú lẫn nên sợ bóng sợ gió, nghi ngờ cả những kẻ dẫn đường mà chính hắn tự thuê. Gã đẹp trai nhắc lại cái dự định đưa hắn lánh đến một người họ hàng ở tỉnh lỵ sát biên giới Thái Lan. Sau đó, Trường có thể đưa Bảo và Aston trở về. Họ chỉ cần chờ cơn mưa này dứt, chỉ cần chờ cơn mưa thôi. Trước sự kiên quyết của những kẻ đồng hành, thằng Trường vơ lấy cây đèn pin, bật công tắc. Khuôn mặt hắn lộ vẻ bất lực, hung tợn của con thú dữ bị dồn đến bước đường cùng. Hắn vạch miệng ba lô. Vì cái gì à? Vì cái này. Ánh đèn pin lập lòe, soi rõ thứ bí mật nằm trong chiếc ba lô bẩn thỉu, cũ kỹ, mà lúc nào thằng Trường cũng giữ khư khư hơn cả tính mạng mình. Từng xấp đô la Mỹ màu xanh ken chặt trong đó. Những kẻ sống trong bóng tối thường đánh hơi thấy nguy hiểm rất nhanh. Thằng Trường đã không còn cách nào khác, đành vi phạm nguyên tắc do chính mình đề ra. Mà có thể, chỉ vì sự tiết lộ này, hắn sẽ phải trốn chạy cả những kẻ đồng hành của mình. Sự giải thích ngắn gọn của thằng Trường quả là thần kỳ. Những người kia không bỏ phí một giây nào, theo gót thằng Trường bỏ xuống cửa xe. Họ mặc áo mưa, trườn xuống lớp bùn đất nhão nhoẹt để tránh những cặp mắt như thú rình mồi trên cabin xe. Họ biết rằng nếu chỉ lỡ mất một nhịp, chỉ cần sai lầm trong một hành động, họ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trên mảnh đất vô danh này. Khi đã cách chiếc xe một khoảng đủ để không nhìn thấy rõ hình rõ dạng, họ đứng thẳng dậy và lao về phía cánh đồng. Sau lưng họ bắt đầu có tiếng chân rầm rập và cả tiếng súng nổ lẫn vào những tiếng sấm trực xé toang bầu trời. Bảo nhắm mắt chạy trối chết, bởi nếu có mở mắt, cô cũng sẽ không nhìn thấy trong bức tường mưa dày đặc này. Tất thảy họ đều không nhìn thấy gì, nhưng bản năng tự vệ đã khiến họ chạy theo cùng một hướng. Cánh đồng hoang dại bắt đầu chẳng chịt cây cối, và Bảo nhìn thấy những người phía trước cô dừng lại. Họ đoán chừng hai gã lái xe không thể tìm ra con mồi trong thời tiết và địa hình này. Aston tìm ra một bụi cây có tán rất rộng, và họ đứng vào đó để tránh những làn mưa quất giáp mặt. Bóng tối sập xuống nhanh chóng, Aston lại thò tay vào ba lô, như thể đó là một chiếc túi thần kỳ chứa đủ mọi thứ lúc cần thiết. Anh ta lấy ra một chiếc đèn pin to tướng, một chiếc bản đồ bọc ni lông và một hộp nhỏ màu đen. Aston cởi áo mưa và ra hiệu cho những người còn lại căng nó lên thành một chiếc rùm. Anh ta ngồi vào giữa, lật bản đồ và mở chiếc la bàn. Bảo tuyệt vọng, họ làm sao biết mình ở đâu giữa cái cánh đồng khổng lồ không sự sống này. Rất có thể những tên lái xe kia đã ủ sẵn ý định đưa họ đến đây để cướp chiếc ba lô của thằng Trường và soạn sẵn cho họ những nấm mồ vô chủ. Tuy nhiên, sau hàng loạt những hành động kỳ quặc của Aston, như dọn đèn pin vào đám lá cây xung quanh họ, bốc một núi đất lên tay rồi miết cho nó mủn ra, anh ta đã khoanh một khoảng cách khá rộng trên bản đồ và cho rằng họ đang ở chỗ đó. Aston nói rằng họ cần phải đi về phía tây, là hướng của dòng Tolesap, nơi sẽ tập trung nhiều dân cư, sau đó bắt xe ngược lên mạn phương bắc để trả gã kia về nơi đã hẹn. Con đường trở về Việt Nam sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc này,
Tất thảy đều coi lời của Aston như sấm truyền của vị thánh dẫn đường. Aston cho rằng họ không thể ở đây lâu được khi mà cơn mưa không có vẻ gì là ngớt. Anh ta chỉnh lại la bàn và chỉ tay về phía ngược với chiếc xe, vẫn xuôi chiều theo hướng họ chạy từ nãy đến giờ. Aston hy vọng họ có thể tìm thấy một vài ngôi nhà của người thiểu số hay một cái lán bỏ hoang nào đó cho qua cái đêm hãi hùng này. Họ lại tiếp tục mải miết trong bóng tối, mũi chân người nọ nép vào gót chân người kia. Cơn mưa dầm về khiến những chiếc áo mưa của họ trở nên vô nghĩa. Đôi chân bảo bắt đầu tê cóng, không còn cảm giác. Những đôi giày không được chuẩn bị cho tình huống thê thảm này sụp xuống lớp bùn nhảy nhảy. Đôi lúc va phải những bụi cây rậm rì, họ phải quay lại để lách sang con đường khác. Thẳng hoặc một ánh chớp rạch trời lòa vào những thân hình trùm kín áo mưa đang mò mẫm như những bóng ma. Họ đi lại cho đến lúc toàn thân phủ nước ướt sũng thì Aston dừng lại. Anh ta lại rút chiếc la bàn ra kiểm tra. Mẹ kiếp, lạc đường rồi. Khuôn mặt Aston phủ một thoáng băn khoăn khi chiếc kim la bàn chỉ hướng đông. Chỉ một thoáng thôi, anh ta phất tay theo hướng ngược lại, lẩm bẩm như tự thanh minh. Đây là chiếc la bàn tốt nhất từng có mặt trên khắp các chiến trường, sa mạc và núi tuyết. Họ lại tiếp tục rơi vào một khoảng thời gian và không gian không xác định. Khi Aston rút chiếc la bàn ra lần thứ ba, anh ta đã hoang mang thực sự. Chiếc kim la bàn bây giờ chỉ hướng bắc, và sau vài giây, lúc lắc bắt đầu xoay tít như có một bàn tay nam châm vô hình bên dưới. Aston vặn vẹo chiếc la bàn, nhìn bảo rồi kinh ngạc. Ngay cả những khu vực từ trường cực mạnh cũng không thể làm nó rối loạn như thế này. Bảo rúng vào Aston. Thế anh cho là cái gì đã làm nó như thế? Tôi không biết. Aston, người từng tuyên bố có thể vượt qua mọi làn danh nếu biết cách, người có trong tay đủ thứ dụng cụ trợ giúp anh ta trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm nhất, giờ đây trở thành một thứ vô dụng, hệt một khách du lịch ba lô ngơ ngác giữa thành phố lạ. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bắt đầu hình thành khi Bảo nhận thấy thái độ hiển hiện trên khuôn mặt Aston. Điểm tựa tinh thần cuối cùng của cô. Hai kẻ kia bắt đầu bực dọc. Gã đẹp trai văng tục. Cần đao gì la bàn? Mưa thế này đến người còn điên nữa là la bàn. Cứ đường thẳng mà đi. Số sống thì sống, số chết thì chết. Nói đoạn, gã xông thẳng lên phía trước. Đám người còn lại đành líu ríu bước theo. Được một quãng, Bảo nghe thấy gã đẹp trai reo lên. Sống rồi, có nhìn thấy ánh sáng kia không? Những người khác ngẩng lên, vuốt nước mưa trên mặt. Một làn ánh sáng xanh leo lét phía đằng trước, cách chỗ họ đứng chừng 100 mét. Nó vờn qua vờn lại như những ngọn đèn bão, song tỏa ánh sáng xanh lét, nhập nhờ, ma quái. Gã phấn khởi. Chắc có người cũng lạc đường như mình, cùng hội cùng thuyền như gặp phổ dân vẫn hơn. Aston dừng lại, nắm chặt vai Bảo. Chưa chắc đâu. Ảo giác thường đến với những người kiệt sức vì lạc đường. Hai người kia săng sái lên trước. Ánh sáng xanh ngày một rõ dần và chuyển động nhanh hơn. Nó nhảy múa như thể có một đám rất đông người đang cầm đèn đi đi lại lại. Bảo chắc đó không phải là ảo giác. Song có một thứ gì như nam châm cứ điều khiển bước chân Bảo chậm dần. Lại một cái gì đó gợn lên bằng giác quan. Khi Bảo cách vùng sáng xanh kia chừng chục thước, cô nghe thấy gã đẹp trai hét lên. Sao mắt tao tối đen thế này? Đèn pin đâu? Ánh sáng đâu hết cả rồi? Cả đám nhào đến. Đột nhiên, vùng sáng xanh biến mất. Đôi mắt Bảo bị bịt kín trong một bức màn đen ghê rợn. Cô hét lên. Aston, đèn pin! Một quầng sáng lóa lên và những gì họ nhìn thấy có thể không bao giờ đến, ngay cả trong một cơn ác mộng hãi hùng nhất. Một màu trắng nhờn mênh mông đập vào mắt họ là
cả một cánh đồng sương người, với những hốc mắt chân chối, ai oán, những gò má lõm sâu đầy đe dọa. Bắt đầu là bảo, cô chạy như điên dại, bất kể có chạy cùng đường với những lũ người kia hay không. Đây là cái gì? Ảo giác hay sự thật? Tại sao cô lại nghe lời Aston dấn thân vào trò chơi kinh dị này? Khi bỏ kiệt sức ngã sụp xuống, cũng là lúc cô nghe lùng bùng bên tai giọng nói không còn âm sắc của Aston. Bảo, đi kèm. Cô lắp bắp trong cơn mê sảng. Aston, những cái đó ở đâu ra thế? Họ đã thu hết về bảo tàng Tuslen rồi. Họ đã xây những nấm mồ tập thể rồi. Tôi không biết. Có thể chúng ta gặp ảo giác. Ảo giác đến khi những người lạc đường kiệt sức. Thường thì là thế. Cái đèn pin của họ tối dần, tỏa ánh nhợt nhạt lên những đôi mắt kinh hoàng. Nó chập chờn rồi tắt hẳn. Một tia chớp nhằng nhịt lại lóa lên, soi rõ một vùng nơi họ đứng, là một tràng cỏ rộng với những loại cây kỳ lạ trụi lá thẳng tắp vươn lên trời. Từ những thân cây chĩa ra những cành khẳng khiu loằng ngoằng như tay người ốm đói. Và ngay trước mặt họ là một căn nhà sàn bằng gỗ, kiểu cách giản dị như bất kỳ ngôi nhà địa phương nào. Để chắc chắn đó không phải là ảo ảnh, họ chờ một ánh chớp thứ hai. Lần này, căn nhà hiển hiện trước mặt họ, và chỉ trong vòng một giây ánh sáng, họ nhìn rõ chiếc cầu thang chắc chắn dẫn lên tầng hai. Một cái cửa ra vào không cánh, nó đen ngòm như một hốc mắt khổng lồ, nửa chứa đựng lời mời mọc về một chỗ trú đêm ấm áp, nửa phát ra sự đe dọa ẩn chứa vô hình. Ngay dưới gầm sàn là một số dụng cụ nhà nông bằng gỗ, hết sức bình thường. Aston bước lên. Ta đi thôi. Họ lần theo dấu mái nhà mờ mờ trong màn mưa. Khi họ bước lên cầu thang, Aston đi đầu và bảo đi cuối cùng. Khi cô bước lên bậc thang thứ ba, có vẻ như Aston đã đứng trước cửa nhà. Anh ta dừng lại. Ta cứ chờ một ánh chớp nữa để xem trong nhà thế nào. Họ không thể đợi lâu. Ánh chớp lần này nghe như theo yêu cầu của Aston. Nó chói rọi vào những gì mà anh ta muốn. Và trong khoảnh khắc, Aston rú lên khủng khiếp. Tiếng kêu hoảng loạn đánh thức những người còn lại. Anh ta xô họ xuống cầu thang và rẽ mưa chạy thục mạng trong nỗi kinh hoàng. Tức thì, bảo nghe thấy những tiếng la hét, kêu gào điên loạn đến lạnh sống lưng của những kẻ kia. Mẹ ơi, gì thế này? Những ánh chớp thi nhau rạch trời, và bảo nhìn thấy rất rõ ràng những thân cây khẳng khiu trước mặt lúc liều treo những thân người. Đó là những gương mặt rùng rợn nhất, với những vết thương đang há miệng, một vết cứa trên cổ, một lỗ thủng trên đầu, hay hai hốc mắt trống dốc ứa ra những dòng nước đen không ngừng chảy. Những thân hình teo tóp của thần chết bắt đầu chuyển động. Những chiếc cổ ngoẹo xuống sau sợi dây lủng lẳng đã ngắc lên khuôn mặt sũng máu tươi. Chúng tụt xuống đất và giơ những bàn tay nhiều ngào siết lấy cổ họ. Cô còn kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đến gai người của kẻ sắp chết trên khuôn mặt những người đồng hành. Trước khi băng mình trên cánh đồng chết, trí não của bảo dường như đã tách rời cơ thể. Cô nhắm mắt lại để tránh những thi thể đang chạm vào cô. Bảo chạy bằng sức mạnh cùng kiệt, trong tột cùng nỗi kinh hoàng, chạy trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, chạy bằng những cơn ảo giác mê sảng không rõ hình hài, chạy bằng bản năng cuối cùng của một sinh vật sống. Nước mưa, sấm chớp, gai góc va vào da thịt cô lúc này đã không còn cảm giác.
Bảo chạy nhất. Khi cả năm giác quan đã bắt đầu tê liệt, điều cuối cùng còn lại trong ý thức của Bảo là đôi chân cô đặt lên một mặt phẳng gì đó cứng cứng, đổ nhựa. Bảo còn lại một tín niệm duy nhất trước khi lịm hẳn vào thiên không. Khi Bảo mở mắt ra, khuôn mặt đang cúi sát đầy lo lắng chính là mẹ cô. Bà reo lên và ngay lập tức có rất nhiều người lại gần vây quanh lấy Bảo. Cô đang nằm trên một chiếc giường sắt, chân nhà màu trắng. Những người xung quanh rất quen thuộc. Vậy là cô đã về nhà. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng. Chuyến đi vừa rồi, tất cả đều không có thật. Mẹ cô nắm lấy tay Bảo. Con đã nói được chưa? Bảo thì thầm. Con đang ở đâu đây? Bệnh viện. Con bất tỉnh tròn 30 ngày rồi. Người ta nhìn thấy con trên một đường quốc lộ ở Campuchia. Họ tìm ra giấy tờ trên người con, rồi chuyển ngay sang đây. Người ta nghĩ con bị bán. Nghĩa là chuyến đi này, câu chuyện này, và những nhân vật quái đản trong đó, không phải là cơn ác mộng. Bảo thấy có một bóng mờ tối lướt vào căn phòng. Một cái bóng khổng lồ quen thuộc. Anh ta chen vào đám đông, nở nụ cười bình thản quen thuộc. Ôi Aston! Đột nhiên, khuôn mặt Aston trở nên nhăn nhúm khủng khiếp, và làn da ngăm ngăm của anh ta nứt toác ra những vết thương ghê rợn. Bảo hét lên, rồi lại ngất đi. Khi cô tỉnh dậy, đám đông vẫn bên cạnh với những khuôn mặt lo âu. Cô thảng thốt. Aston đâu? Ai cơ? Người đàn ông da trắng, cao lớn, vừa đứng cạnh đây. Mẹ cô chảy nước mắt. Làm gì có ai hả con? Tất cả đứng đây nãy giờ, chỉ có ngần này người thôi mà. Đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy hình ảnh của Aston Wilkinson. Thank you.